Dạ, như vậy thì bây giờ thì các nhân viên y tế của khu cách ly tập trung đã nói rõ cho anh vì sao là anh phải ở đây lâu như vậy chưa? Các nhân viên chưa ai nói gì hết, và không thì chiều qua đã có xét nghiệm rồi, Và tức là đến buổi chiều là đã có buổi xét nghiệm. chiều đã có xét nghiệm. Dạ. Thì anh bảo nếu nguyên trong ngày hôm nay mà không có xét nghiệm này thì không đúng như cái gì mà đã nói với anh ở nhà. Nói với anh ở nhà là anh được lệnh, được phê duyệt xét nghiệm gấp và được ký. Thì anh nghĩ là vào đây anh chỉ có việc xét nghiệm chứ không phải, không thể là anh vào đây mà để trả lời phỏng vấn được, thì Dạ. anh không phải vào đây để anh làm truyền thông. Anh Tiệp có đọc những cái bình luận trên mạng mà người ta dành cho mình không Chưa bao giờ anh đọc những bình luận chửi ạ? anh, Dạ. chưa bao giờ anh đọc. Từ xưa nay anh hàng lần bị, hàng ngàn lần bị chửi rồi, Dạ. chưa bao giờ anh đọc những điều đó. Vì nếu mà anh đọc những điều đó thì sẽ tích cực. Anh chỉ thấy cái số lượng hiện lên là 8.000 comment, anh nghĩ chắc chắn là chửi rất nhiều, nhưng mà anh sẽ không bao giờ đọc, không bao giờ anh nhấp vào một cái gì, và không bao giờ anh đọc cái gì. Anh chỉ trả lời những người mà có trong fan của anh, họ comment thì anh sẽ trả lời và anh sẽ gửi lời cảm ơn. À, anh có muốn nói gì với những người mà đã từng đi qua vùng dịch như mình cũng như tham dự các sự kiện tại Ý và Pháp và đang trong cái chế độ còn cách ly mà những người bạn của mình hoặc những người anh biết à? Sao em? Ấy là anh có muốn nói gì về những người bạn của mình từng đi qua Ý và Pháp mà trong cái diện mà có thể là bị cách ly á, thì anh có muốn nói gì với những người bạn đó không ạ? À? Có nghĩa là những người mà diện cách ly á, Dạ, những là người mà đã từng tham dự sự kiện với anh á. Dạ. em nói anh thực ra câu hỏi đấy nó hơi Dạ, ấy là những người mà bạn mà đã từng tham dự sự kiện thời trang của anh ở Pháp và Ý à, thì kiểu như là đã từng tiếp xúc với những người ở đó đó, thì anh có muốn chia sẻ về những người đó là khi họ đi cách ly hay là giống như Châu Bùi cũng như là giống như thực ra nhá, cách ly là tốt cho sức khỏe của mình và tốt cho tất cả cộng đồng. Nhưng nếu mà anh mà có lệnh được cách ly, anh sẽ cách ly ngay tại sân bay luôn. Nhưng mà khi anh về, anh cũng khai quan là anh tự ý về, nhưng mà tất cả mọi người đều không có một cái gì hết. Và cái ngày mà anh ở Ý về, thực ra lúc ấy là chưa bùng bùng dịch tại Milan, nó chỉ là một cái tỉnh nào đó có, anh đọc được báo có mấy chục người ở cái tỉnh đó, ở Milan chưa có một trường hợp nào hết. Thì khi anh về đây thì anh cũng khai báo như vậy. Bản thân anh ngồi trên máy bay, anh cũng đã sẵn sàng nếu về Việt Nam mà họ bảo cách ly thì mình cũng sẽ cách ly. Nhưng mà về Việt Nam anh khai báo thì họ cho qua, thì anh nghĩ là có thể là chưa phải là cái bùng dịch. Xong đến mấy ngày sau đó thì bắt đầu Milan mới bùng nổ. Còn nếu mà những người mà như em hỏi là những người hiện tại đang cách ly đúng không, thì tất nhiên là anh nói gì giờ nói sao, là chỉ mong làm sao họ cũng âm tính như anh thôi. Là mình đã nhận được kết quả chưa anh? Anh chưa, anh cũng chỉ nghe đọc tháng qua và hội em vừa nói với anh Dạ, này. thí dụ như bây giờ mà anh nhận được cái kết quả xét nghiệm là mình âm tính thì cảm giác mình như thế nào? Cảm giác của anh là bao nhiêu những cái dằn mặt của anh trong cái thời gian 14 ngày qua ấy, thì nó được tan biến hết. Và anh cũng nghĩ là mình đây cũng là một trong những bài học của mình, để sau này nếu mà một trường hợp như vậy xảy ra nữa thì mình biết cách mà tự ý thức bản thân mình. Vì cái sai lầm của anh là khi về, mặc dù không có lệnh cách ly nhưng bản thân anh vẫn tiếp xúc những người bạn bè, thì anh không bao giờ anh lo. Thật sự nếu mà anh có bị sao nữa, anh không bao giờ lo sức khỏe của mình, anh chỉ lo những cái gì mình làm tổn thương đến bạn bè, tổn thương đến những người xung quanh. Thì cái đó là cái mà anh muốn, và anh trông chờ cái xét nghiệm để cho giải tỏa được cái tâm lý của anh, và anh cảm thấy mình không còn lỗi với những người bạn bè. Dạ, tức là trước khi vào đây cách ly thì mình đã tiếp xúc với cũng tương đối nhiều người ha. Mấy ngày đầu tiên anh cứ nói đây, khi mà anh chưa có lệnh cách ly, thì anh đã sơ ý là anh đã tiếp xúc với những người bạn thân của anh, ngồi cà phê không quá nhiều, chỉ là những người bạn thân của Anh có biết lý do tại sao mà bạn Vi không được đi cách ly với anh không ạ? anh không biết. Dạ. Bạn Vi có nói ngay từ đấy, nhưng mà bên công an với bên bên bộ phận đến anh nói là cái lệnh này chỉ được anh Tiệp, để À. chỉ phê duyệt anh Tiệp. Bạn Vi là ngủ ở quận 2 luôn hay là ngủ ở Bạn đâu Vi anh? là ở nhà anh trong thời gian ở Ở ấy nhà về. anh nhưng mà cái hộ khẩu Bạn thì ấy cũng định tính về Hà Nội, nhưng mà À. do mẹ bạn bảo phải tự cách ly đi thì mới được về. Dạ kiểu Do gia như đình nói là muốn muốn về thì sau 14 ngày, thì trong thời gian đó thì bạn ở với anh. Dạ là bạn đó không có hộ khẩu thường trú ở quận 2 giống như anh. Bạn không có hộ khẩu, bạn À. vào đây bạn ở tạm anh mấy ngày cách ly thôi. À dạ dạ là chỉ ở tạm thôi đúng không? Nhưng mà mỗi lần y tá tới thì bạn đấy cũng nói là em đều ở Milan về cùng anh Tiệp hết. Và bạn đấy cũng tự đo nhiệt độ hàng ngày, hàng giờ luôn, một ngày bạn đo phải 5 lần nhiệt độ. Bạn Là bạn Vy tự đo hay là có nhân viên y tế bạn tới luôn? Vi tự đo, bạn Vi tự đo và bạn Vi nói là giờ đi khám, nhưng mà chắc chắn là nếu đi khám để kiểm tra mình có bị virus hay không, corona hay không ấy, thì không phải bệnh viện nào cũng khám được cái điều đó.
họ chỉ khám được sức khỏe bạn tốt thôi. Cũng mong là anh có thể nhắn nhủ lại về cái suy nghĩ của mình. Hai ngày qua đã anh ở đây anh cảm giác là nhân viên y tế của bệnh viện quận 2 của cái khu cách ly tại đây thì chăm sóc mình như thế nào? Anh khẳng định nếu mà không có cái trường hợp mà quay đột ngột lúc mà ngày hôm qua thì anh cảm thấy ở đây rất là anh sẽ có những cái cảm nhận về cái sự chăm sóc ở đây. Anh nghĩ là vượt quá cái mong đợi của anh, vượt quá cái mong đợi của anh, vì anh thấy từ y tá, từ bác sĩ đến nói chuyện rất nhẹ nhàng. Và giờ họ đưa cho anh chọn thực đơn hay là nước uống, mọi thứ đều rất là tốt. Và những người bảo hộ đến đây nói chuyện với anh mọi cái. Ví dụ như hôm qua anh thấy anh Sơn Lập, khi họ bảo là anh ghi hết tất cả tên ra đây, anh bảo là khi nào anh có xét nghiệm xong rồi anh mới ngồi anh nhớ hết tất cả những người anh tiếp xúc anh ghi. Còn nếu bây giờ không cho anh xét nghiệm thì anh không ghi. Thì đó cũng là một cái sai lầm, nhưng họ vẫn ok. Họ vẫn nói đây thì anh nghĩ là mọi thứ đây rất tốt. Ngoài trừ cái việc mà cái bạn quay phim vào làm cho anh cảm xúc bị dâng lên là do cả buổi tối anh ngủ có một tiếng. Và anh trông chờ cái việc cách ly nó đến nhanh, nhưng mà lúc đó này nó bất ngờ và nghe phản ứng lại một tờ báo mà mình không hề ưa mình. Thì cái bất ngờ của anh đó là nếu anh nghĩ là rơi vào hoàn cảnh của tất cả những người khác, họ cũng có sẽ có những cái phản ứng như anh như vậy. Còn anh chỉ mong làm sao là nguyên cái văn của cái cuộc nói chuyện hôm qua, nếu mà nó nguyên văn đó không bị cắt đi thì không đến nỗi tệ như vậy. Thì nguyên văn đó anh nói chuyện bác sĩ là anh vào đây không phải là để phòng, không phải là để phỏng vấn, anh vào đây là để xét nghiệm, chứ không phải anh không nói chuyện quá tệ như vậy khi mà nguyên văn như vậy. Thôi giờ mọi thứ nó cũng đã như vậy rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà đã nghe thông tin mình có kết quả xét nghiệm âm tính thì cái mong muốn tiếp theo của mình là như thế nào ạ? Thì đến bây giờ anh sẽ tự đề phòng bản thân mình thôi. Anh sẽ cảnh giác hơn tất cả những khi anh tiếp xúc, anh xuất hiện. Vì thật sự là cái suy nghĩ của anh trước khi mà dịch đến thì anh luôn quan niệm rằng là nếu mà mình xui mình bị, còn anh luôn quan niệm rằng chết có số. Chết có số thì cái đó là quan niệm trước khi mà cái trường hợp đi Milan về xảy ra. Còn khi mà sau khi trường hợp này, anh cảm thấy là bản thân mình phải tự bảo vệ những người xung quanh mình, phải bảo vệ mình. Và quan trọng nhất là anh cảm thấy là bảo vệ những người xung quanh, vì cái đó là cái mà mình bị không sao, nhưng mà mình mang lại cho người khác thì đó là cái nỗi mà mình ân hận. Nếu có mệnh hệ gì thì mình không thể ân hận. Yeah. Cũng là một cái người mà có tiếng nói đối với công chúng á, thì anh Tiệp có chia sẻ gì trong cái việc mà bối cảnh tình trạng dịch bệnh nó đang ngày càng diễn biến phức tạp đối với những người bạn anh cũng như là đối với những người dân? Thực ra là cái ngày mà anh đi Milan ấy, anh lên máy bay, anh đi sang Dubai và anh đi sang London trước, thì anh thấy là tất cả những nơi anh đến, anh đeo khẩu trang, anh đều là một người giống như anh đang bị kỳ thị, vì tất cả những người đó ở nơi đó không ai đeo khẩu trang, mà họ nhìn anh rất là lạ. Và nhiều khi mình đeo khẩu trang mà họ lại nghĩ mình bị bệnh, nên anh mới thấy là tại sao nước ngoài nó sơ ý cái chuyện này vậy, nó sơ ý cái chuyện này. Và khi mà đến bây giờ bùng phát thì anh nghe được những người bạn nước ngoài của anh nói là họ sợ lắm rồi, và bất kể bây giờ họ đã được rất đề phòng. Vì chính vì cái điều đó thì anh mới thấy ở Việt Nam mình có ý thức rất tốt trong việc đề phòng. Và anh nghĩ là cái cộng đồng mạng ấy, sức lan tỏa cộng đồng mạng có tác dụng rất lớn đối với thế hệ trẻ, hoặc là những người mà nó không có ý thức về tự phòng hộ bản thân. Họ sẽ sau khi có sức lan tỏa của cộng đồng mạng, cái ý thức của họ sẽ tốt hơn. Và anh đánh giá rất cao về cái vấn đề Việt Nam mình, cái sự lan tỏa và mọi ca nhiễm đều được chữa khỏi trong ngoài trường hợp như vậy đi, 16 trường hợp khác đều được chữa khỏi. Đó là một cái niềm tự hào, và tất cả những người bạn nước ngoài khi mà anh qua đó nói Việt Nam mày quá hút cũng là một niềm tự hào. Thì anh nghĩ là hy vọng rằng sau cái hy vọng trong cái đại dịch này mọi người cũng cùng đoàn kết hơn nữa và cùng ý thức hơn nữa. Và cá nhân anh thì những cái gì sai thì anh cũng đã chia sẻ với em rồi, còn những cái gì mà phát huy được thì anh sẽ cố gắng. Em hình như bây giờ là sức khỏe anh tiến triển tốt hơn, mình đã đỡ ho hơn rồi đúng không? Không, thực ra là bản thân anh cũng bị ốm mấy ngày nay. Anh bị ốm vì anh nói thật, thực ra vào đây là anh có thể sức khỏe anh yếu hơn đấy, có thể là do không ngủ được, do lạ chỗ không ngủ được. Yeah.
Vậy chúc anh Thiệp giữ gìn sức khỏe, rồi khi mà đã làm xong thủ tục ở đây thì anh Thiệp tiếp tục trở lại cái cuộc sống hàng ngày của mình. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ. Hy vọng là những cái gì quay, những cái gì phỏng vấn thì đúng sự thật. Thì thực ra đó là cũng là cái mà một cái nghề của em này thôi, chứ đừng có về cắt ghép hay là cái gì. Dạ. Cảm ơn. Thưa mọi người, sau 20 phút bằng cái bộ đồ bảo hộ này thôi thì em cảm thấy hơi bị nóng một xíu và ngột ngạt một xíu. Nhưng mà cái nhân viên y tế ở khu cách ly này đã phải chịu áp lực này suốt những ngày qua khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Còn bệnh nhân như mọi người đã thấy nãy giờ thì rất là thoải mái, không có gì bất tiện cả. Đó, đây là những cái thành quả, cái công sức mà nhà nước và ngành chức năng địa phương đã cùng nhau đoàn kết để chống dịch trong suốt những ngày qua.